Rồi, hello, chào các bạn ha. Thì video này tiếp tục chúng ta đi phần còn lại trên cái Cù Lao, nó là hai cái xã luôn. Chúng ta đã đi ngang qua cái xã An Hiệp của huyện Châu Thành, một trong 11 xã của huyện Châu Thành, của tỉnh Đồng Tháp. Huyện Châu Thành có một thị trấn, đó là thị trấn Cái Tàu Hạ và 11 xã. Chúng ta đi qua tiếp theo là cái xã An Nhơn, một trong 11 xã của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Ngay cây cầu video hồi nãy chúng ta kết thúc nè, cầu Hội Xuân. Nó là ranh giới giữa hai cái xã của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đó, phía xa xa là chúng ta thấy dòng sông, gọi là dòng sông Lấp Giò. Bên trái này là dòng sông Tiền, ấp Tân Hòa, xã An Nhơn, thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Thì ở đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng là 9 tỉnh, có đến 10 huyện Châu Thành nha các bạn. Tại vì cái tỉnh Hậu Giang có đến hai huyện Châu Thành, là Châu Thành và Châu Thành A. Mình đã nói ở video thành phố Vị Thanh. Bởi vậy khi ghi địa chỉ hoặc hỏi thăm ở huyện Châu Thành ở các tỉnh miền Tây thì gọi Châu Thành, phải kèm theo cái tỉnh mới được. Châu Thành mà ở tỉnh nào mới được, chứ đừng nói là hỏi thăm huyện Châu Thành. Nó có đến 11 10 huyện, 10 huyện Châu Thành nằm trên địa bàn của 9 tỉnh, trên 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Phía bên xã An Nhơn này vắng hơn, thưa dân hơn, chủ yếu là vườn cây ăn trái các bạn, cây sầu riêng nè. Vườn ổi luôn nè. Đây là vườn mít. Những cây mít non trẻ. Đây là vườn nhãn nè. Nhãn ra bông đẹp quá. Từ ngay cây cầu đó mình đo về đến cái bến phà An Nhơn là nó khoảng 6-7 cây. Ồ, mà không biết cái bến phà đó nó còn hoạt động hay không, mà sao thấy đường này đi thấy vắng người vậy trời. Không có là phải lủi lại là tốn khoảng 15 cây ạ. Mình nghĩ là có chứ, không thể nào không có được. Bên này dân cư sống quá trời này, nhiều đường này cũng rất là rộng à, được trải thảm nhựa với lại có vạch kẻ đường à. Bên này là vườn chanh, những trái chanh xanh lè xanh lét luôn. Người dân họ phơi cái cây lục bình, các bạn thân thân cây lục bình đó, cắt ra phơi khô bó bột lại, bó lại thành một bó 1 ký bán được 20.000, tùy theo khu vực, tùy theo mùa hay gì nữa, nói chung là giá cả đó nè. Vườn nhãn, những trái nhãn nhìn thấy mê không? Đó, vườn cây ăn trái quá trời đã luôn. Đây nè, người dân đang thu gom chanh lại.
hay vườn cây sầu riêng. Nó nói về nhãn, quá trời nhãn luôn, nhãn và chanh, khu vực xã An Nhơn của huyện Châu Thành, một trong 11 xã lận, có một thị trấn Cái Tàu Hạ và 11 xã lận. Ta sẽ đến cái bến phà, gọi là bến phà An Nhơn Cái Tàu Hạ, qua bên trung tâm thị trấn, qua lại quốc lộ 80 đó, trung tâm thị trấn Cái Tàu Hạ, và cũng là cái huyện tiếp giáp với lại tỉnh Vĩnh Long rồi, thị trấn tiếp giáp với lại tỉnh Vĩnh Long rồi. Ghé Cái Tàu Hạ xong là về đến thành phố Vĩnh Long là vừa. Trái đu đủ nó màu vàng khè ta, sao vậy, chín rồi chứ sao? Vàng chuyển qua màu đỏ nhưng nó vàng khè ta. Đu đủ vàng, đủ lai căng. Đó, quán cà phê có hai cái cây si, quá trời đã luôn. Có tiệm sửa xe khá là ngon lành. Ôi, những cây bông ngay đúng giờ ngọ, 12 giờ trưa, cây cỏ nó lên vàng đỏ tím, nhìn đẹp quá. Vườn chanh, vườn mít. Đi qua những cái cầu nữa, tiếp tục đó, hướng chạy ra dòng sông Lấp Giò. Đây là điểm thu mua, ngay đây có ngay chợ ha, không phải ngôi chợ mà nhà của người ta, nhà vật liệu xây dựng, nhà đại gia, tìm tập quá rồi, trong đó là chim phân bón thuốc trừ sâu luôn. Ồ, đây có lọn mì à, ngay trung tâm của xã An Nhơn nha các bạn, có trường học nè, ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, trường tiểu học An Nhơn ha. Điểm khém ông Tà, có salon hớt tóc luôn, máy lạnh luôn nha. Có một cái trạm thu phát sóng viễn thông, khu vực này là quá ngon rồi. Lẩu bò, gà tiềm, thuốc bắc luôn, tiệm tạp hóa lớn ghê không. Đây, vườn nhãn đây các bạn, nhà em không có gì ngoài nhãn. Bên này là cửa hàng vật tư nông nghiệp, đại gia mua bán thuốc trừ sâu với vật tư nông nghiệp là giàu rồi. Trường mẫu giáo An Nhơn, đây có cái miếu bà Chúa Xứ ha. Ôi, cầu Rạch Miễu luôn mới gơi. Ôi, có căn nhà cổ các bạn, nhà vẫn còn người ở, phía sau cái bếp, có cái cầu bắc qua cái con rạch nhỏ nhỏ, đáng lẽ là chạy được bằng ghe tàu, bây giờ lục bình nó lấp đầy hết luôn rồi. Phía xa xa có cái bồn nước, đi khám phá mới phát hiện ra những điều thú vị tại các ấp, các xã của huyện, của các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Xã An Nhơn này là chủ yếu là vườn tược,
cây ăn trái hoa màu là chính, còn nhà dân rất là thưa thớt ha, đường đi rất là vắng. Không biết là cái bến phà còn hoạt động hay không đây. Không có là coi như ăn cám luôn. Hoành lại 15 cây đó. Mình đo rồi. Từ ngay chỗ cây cầu Cái Đôi là về đến cái bến phà An Nhơn, cái tàu hạ là 15 cây. Chạy ra bến phà Sa Đéc hoặc là cái khu công nghiệp Sa Đéc là thêm 4 cây nữa, 3-4 cây. Giờ này giữa trời trưa nắng luôn, 12 giờ giờ ngọ luôn các bạn. Đi đúng giờ ngọ luôn, nắng đứng bóng luôn. Giày mới đẹp, quay hình ảnh lên là xuất sắc luôn. Những cái cây nhãn ra bông à, thơm phức luôn. Vườn nhãn đây, cây này ra trái là trái lớn luôn rồi, trái lớn quá trời lớn luôn à. Ngắm nhìn những trái nhãn nó thơm phức à, nó chín tới rồi đó, bắt đầu nó chín rồi, trái nó bự không có hái ăn bừa bãi được. Cầu giáo hội, công sức lao động trồng trọt của người dân. Em ra chợ mua 20.000 ăn phù mỏ luôn. Mua hoài gì 20.000, lên bến phà gặp hoài. Nhãn với lại mít. À, mít lên đứng ngay lò, khu vực này là lò mít luôn rồi. À, trồng mít trên nhồng nhãn quá trời ổi. Rất là nhiều luôn. Đây có cây phượng à. Tạo bóng mát quá trời mát. Cầu Khém Nò, cảnh trên cây cầu nhìn xuống nè, đó năm xưa nè, cây cầu cũ à. Cây cầu cũ dẫn đi xuyên qua nhà người dân à. Giờ làm cái con đường lộ mới. Đây vườn ổi nữa nè, muốn mít có mít, muốn ổi có ổi, muốn sồi có sồi, nhãn có nhãn, thứ gì cũng có hết. Thủ phủ về vườn cây ăn trái, đất Phù Sa được dòng sông, rồi bên trái là dòng sông Tiền, chúng ta kẹp theo dòng sông Tiền hướng này là đi ra cái bến phà đó, nãy đến cuối đường đó, quẹo phải nè là bên từ bên hướng hướng tây qua bên này là hướng đông, qua bên phà là qua trung tâm thị trấn Cái Tàu Hạ, qua quốc lộ 80, thị trấn nằm trên quốc lộ 80, chúng ta không đi cái con đường quốc lộ 80 đường chính, lũi hẻm đi quay cuộc sống của người dân trên một cái vùng đất nó giống như cái cù lao. Chạy xuyên suốt từ nãy giờ đi qua hai xã, nó bắt đầu từ cái cầu Cái Đôi, ranh giới giữa thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp luôn. Hồi đến khúc này quẹo trái hay đi thẳng đây ta, quên rồi, để coi lại map các bạn. Rồi đi thẳng
nếu mà quẹo trái đó là đi xuống dưới là cuối của cái cù lao này luôn đó, là đi ra ngay cái đỉnh chớp là ranh giới giữa ba tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tiền Giang bên trái và bên phải là tỉnh Vĩnh Long. Ngay cây cầu Mỹ Thuận các bạn. Nhà này có hồ nuôi cá quá trời lớn. Hồ đại gia cây kiển à. Rồi, cây kiển quá trời bự luôn. Đây đúng rồi, bến phà còn hoạt động. Bến phà còn hoạt động hên quá. Rồi, người dân nuôi cá tra ha. Khu vực Tiền Giang, Vĩnh Long chuyên về cá tra các bạn. Cá tra xuất khẩu được. Cá tra, cá ba sa. Đồng Tháp, Tiền Giang là vua về trồng cá tra, cá tra và cá ba sa luôn để đi xuất khẩu được. Đây chúng ta đến cái bến phà rồi ha. Phà gọi là phà, bên này gọi là xã An Nhơn, qua bên kia là thị trấn Cái Tàu Hạ. Thị trấn của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Rồi chờ chút nữa qua bến phà rồi quay tiếp các bạn coi cái trung tâm thị trấn. Hên quá, có phà. Phà ngon lành luôn các bạn, phà bự luôn á. Phà chở xe hơi được mà. Thấy vắng quá, tưởng đâu là bít cửa rồi. Cảnh đi đò của bà con. Rồi đây cái xà lan, cái phà lớn luôn ha. Mới à, mới đầu tư. Phà này phà cũ. Đó, chúng ta sẽ đi qua trung tâm của thị trấn Cái Tàu Hạ bên đó các bạn. Bên phà sẽ qua bên đó. Rồi, khi nào phà đi tiếp mình quay các bạn qua trung tâm thị trấn Cái Tàu Hạ quay các bạn coi. Rồi xuống phà thôi các bạn. Bên kia có cho cái cầu kìa, cái cầu mới tanh nè. Vậy là cái chuyến phà này cũng gần kết thúc rồi đó. Rồi chúng ta chính thức qua đất liền, đi ra quốc lộ 80, ra trung tâm của thị trấn Cái Tàu Hạ. Đó là huyện lỵ của huyện Châu Thành, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp, và cũng là cái huyện tiếp giáp với lại tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta đi tham quan khám phá trung tâm thị trấn Cái Tàu Hạ xong là về đến thành phố Vĩnh Long luôn. 12 giờ mấy rồi, 1 giờ rồi. Máy thực phẩm. Những nhà máy chế biến thức ăn gia súc, thủy hải sản quá trời lớn luôn. Tổ 11 ấp Tân Phú, xã An Nhơn. Khúc này vẫn là trực thuộc xã An Nhơn ha. Đâu có, cái đó bản hiệu cũ này, qua đến trung tâm của thị trấn rồi. Ta sẽ đi qua một cái cầu An Hạ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Vĩnh Phước. Công ty quá trời lớn. Bên này vẫn trực thuộc xã An Nhơn các bạn.
nằm trong gọi là cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ. Qua bên phà, khu vực này vẫn trực thuộc xã An Nhơn nha. Đây ra quốc lộ 80 rồi các bạn, nếu mà quẹo phải là đi về thành phố Sa Đéc đó. Đây quẹo trái theo quốc lộ 80 hướng về thị trấn Cái Tàu Hạ cũng như đi về Vĩnh Long. Cái Tàu Hạ là nằm sát tỉnh Vĩnh Long rồi, và đi về quốc lộ 80 này là về đến cầu Mỹ Thuận ha các bạn. Biển báo vô khu dân cư, bên này ngân hàng Agribank thẳng là Vĩnh Long, bên phải là công an, hướng đó là đi vô công an huyện Châu Thành, ấp Tân Phú, xã An Nhơn. Khúc này vẫn là xã An Nhơn nha, chưa vô trung tâm thị trấn Cái Tàu Hạ đâu. Qua cái cầu, khi nào qua cái cầu, đúng rồi. Bên trái có Thánh Thất Bình Đạo Cao Đài, mới đẹp đẽ. Chợ, chúng ta sẽ đến ngôi chợ cây cầu Cái Tàu Hạ nằm trên quốc lộ 80. Đây ha, bên phải có cái tượng đài Tổ quốc ghi công gì đó, chợ Cái Tàu Hạ. Chợ Cái Tàu Hạ này hình như mình đã quay rồi ta. Chính xác hình như là mình đã quay rồi, đúng rồi, mình quay cái cây cầu, đúng rồi. Thôi bây giờ sẵn hoành lại, gặp ngay cái bùng binh nè, đúng rồi, Cái Tàu Hạ này quay rồi. Này là bưu điện của Cái Tàu Hạ nè. Ngay bùng binh này quẹo trái nè, bây giờ nó sẽ có cây cầu sắp chuẩn bị đưa vô rồi các bạn, đưa vô khai thác rồi. Đi thẳng là Vĩnh Long các bạn, còn khoảng chừng cây số nữa là qua địa phận tỉnh Vĩnh Long đó. Cái thị trấn Cái Tàu Hạ này là ranh giới giữa tỉnh Vĩnh Long với tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm thị trấn Cái Tàu Hạ quay rồi. Đây, quẹo phải vô chợ nè, đúng rồi. Cái đường mới mới này. Ghé nhiều quá rồi không nhớ nổi đâu. 63 tỉnh thành, tỉnh lỵ, mấy thành phố lớn rồi còn nhớ chứ còn trời ơi, mấy cái huyện, mấy cái xã. Bây giờ là quay đến ấp luôn rồi, hẻm luôn rồi, hẻm lỵ luôn rồi. Chứ không phải là huyện lỵ đâu, bây giờ là xã lỵ với lại là hẻm lỵ luôn rồi. Nhớ ra rồi, quay cái chợ này đi, quay ở phía sau cái dãy nhà đó mới được nâng cấp sửa chữa khang trang, rất là đẹp mà không có ai vô kinh doanh mua bán. Đây trung tâm của nhà lòng chợ, đây. Chợ Cái Tàu Hạ này, trung tâm thương mại, nhà lòng đằng trước là hàng quán ăn uống.
phía bên phải này là quẹo ra cái mé con sông. Này là tỉnh lộ 854, trung tâm của thị trấn Cái Tàu Hạ. Của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp có một thị trấn Cái Tàu Hạ và 11 xã. Thôi, cái chỗ này là mình đã quay rồi, giờ quay sơ lại thôi. Cây cầu Cái Tàu Hạ hướng đó là đi về thành phố Sa Đéc, còn hướng này là về thành phố Vĩnh Long. Rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.